đang chuẩn bị đi hẹn hò thì tự nhiên trời kéo cơn mưa sấm chớp tè le rồi xui luôn. Lúc này đang đứng chờ rác thì trời đã bắt đầu mưa lâm râm rồi, nhưng mà giờ công trình make up từ chiều giờ không lẽ không quay clip chụp hình đúng không? Bữa nay là cuối tuần cho nên là thường mọi người sẽ đi ăn uống hẹn hò với người yêu hoặc là tụ tập bạn bè đúng không? Còn Ngân với chị mẹ thì cũng sẽ đi hẹn hò vào buổi tối nha, bình thường hai má con đi buổi sáng không mà. Người ta nói là ngoại hình phản bội nội tâm là có thiệt nha, nhìn cái diện mạo của Ngân á ai cũng đoán Ngân là người hướng ngoại xong rồi sôi động năng nổ lắm mọi người, nhưng mà thật ra Ngân là người hướng nội. Ui, mà cứ hướng đi đâu thì hướng, nhưng mà hướng tới tiền là được. Rồi mắc cái gì sếp, tôi ngồi cái bàn gì mà xung quanh toàn là sinh nhật không nhỉ? Lần đầu tiên đến đây anh cho nên là Ngân cũng không biết order gì hết đó, cho nên là nãy cũng hỏi chị nhân viên mấy món signature rồi cứ order đại thôi, bạn nào mà giống Ngân thì cũng làm vậy đi ha. Tranh thủ cái lúc đang đợi món với lại chưa ăn thì cái bụng mình cũng đang nhỏ thì mình cứ quay clip chụp hình đi, với lại giờ cũng chưa có ai mắc công hồi nữa mọi người vô đông á thì mình cũng không có quay clip chụp hình được, người ta lại bảo mình điệu nữa. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng cũng đã lên đủ món rồi, nào quá trời là hoành tráng luôn á, nhìn thôi mà chảy nước miếng chảy nước miếng. Có hai mẹ con nhưng mà order tới 5 món, lượng ban đầu Ngân sợ là thiếu tại vì thấy mấy món kia nó nhỏ, nhưng mà ai ngờ đâu ăn cái 4 món kia thôi à, tới món cơm cuối cùng là bị no rồi. Ngân order 2 ly cocktail nhưng mà ly cocktail ở đây nhìn lạ quá ha, ý là nhìn như 2 cái ly trà vậy á, một ly trà matcha một ly trà trái cây. Thì đầu tiên mình test thử trước cái em hầu đi ha để cho nó tươi, thì cái tên đầy đủ của nó là gì Ngân không biết, nhưng mà hầu tỏi ớt hầu mắm ớt gì gì đó đó, nhưng mà hút một cái xoạt trời ngon, nói chung là chua cay mặn ngọt là nó ngon đó. Tiếp theo đó thì mình sẽ ăn tới cái em bò nướng đá, thì sẵn đây cái đá nó còn đang nóng á, mình tranh thủ mà ăn luôn. Ui tao nói chấm cái nước chấm hình như là sốt tiêu đen thì phải ăn vô cái bò nó mềm mà nó tan trong miệng nha, duyệt luôn. Tiếp theo đó là bạch tuộc sốt cay với kim chi nha, nãy giờ là những cái tên mà Ngân nói á không phải là tên chính xác rồi mọi người, tên theo trí nhớ của Ngân còn sót lại á, thì Ngân cảm thấy nó chưa có cay lắm. Nhưng mà thôi suy nghĩ lại thì không phải ai cũng ăn cay được giống mình cho nên là bỏ qua. Tiếp theo đó là mình sẽ thử cơm chiên cá hồi. Cơm với cá hồi thì hòa trộn với nhau rất là mềm và thơm. Và đây cũng là cái cách mà Ngân đi ăn mỗi khi đi hẹn hò nha. Trời tôi quá mệt mỏi với cách ăn yểu điệu thục nữ rồi. Ý là vẫn ăn ý tứ không có sổ sàng, nhưng mà ăn cái kiểu mà cắn miếng xong rồi gắp mấy hộp cơm xong rồi kiểu vậy đó, rồi ăn tới ngày mai không hết luôn á, tôi mệt lắm mệt lắm. Ban đầu Ngân muốn ăn bánh mochi cho cái phần tráng miệng nhưng mà nó hết rồi cho nên là Ngân phải đổi qua cái món khác. Ngân với chị mẹ đi ăn tối đặt bàn lúc 6 giờ thì 5 giờ 57 đã tới rồi, hên á, chứ ban đầu cũng sợ tới trễ tại vì trời mưa với kẹt xe nè. Rồi ăn tới khoảng 7 giờ là xong rồi đó, tính đi về, nhưng mà thôi cũng cuối tuần nên ráng ngồi lại tí xíu. Tới cái giờ mà người ta bắt đầu vô đông á thì thôi mình né mình đi về tại vì mình là người hướng nội mà. Ngân nghĩ nếu mà bạn nào muốn quay clip chụp hình đẹp á thì tới sớm đi lúc mà chưa có ai á. Ê mà kể ra cái gu của người hướng nội lão ha, trời mưa trời gió đi ra ngoài đây chụp hình bất chấp vậy á trời. Nhiều khi thấy mình cũng hy sinh vì sự nghiệp ghê luôn á, nó chứ tại lúc này mưa nó cũng đang nhỏ nên ra chụp tí xíu à. Với lại do bây giờ về mình cũng gội đầu rồi chứ bình thường làm gì sổ chấp dữ vậy. Rồi thôi nói chứ bây giờ người hướng nội đi về tẩy trang tắm rửa đây xong rồi sáng mai đi phơi nắng, chứ bây giờ cảm thấy đang trắng quá rồi đó. Bye.